Đây là Mai, con gái tôi. Năm nay 20 tuổi, từ 13 và 30. Đã mất liên lạc hoàn toàn với bé Mai. Có khách đặt gà hả? Mười mấy con. Chỗ này giao hơi xa, nhưng mà người ta nói người ta sẽ trả thêm tiền. Nếu con mọi người mất tích 24 tiếng, mọi người có an tâm không? 24 tiếng đó xảy ra bao nhiêu chuyện gì?